Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức giám sát quá trình thực hiện dự án đường vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh. Đơn vị quản lý giao thông của thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, dự án đường vành đai 3 là dự án quan trọng quốc gia có quy mô lớn, thời gian thực hiện cấp bách. Trong đó có gói thầu tư vấn, gói thầu phục vụ bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di rời hạ tầng kỹ thuật được Quốc hội và chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định thầu theo cơ chế đặc biệt. Đó là chưa kể các gói thầu xây lắp của dự án có giá trị lớn, đặc thù, yêu cầu cao về kỹ thuật. Do đó, trong quá trình triển khai dự án tiềm ẩn rủi ro, tiêu cực, thủ tục thực hiện có nguy cơ sai sót. Mặc dù Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập ban chỉ đạo, ban chỉ huy, tổ giúp việc và hội đồng cố vấn thực hiện dự án đường vành đai 3, nhưng Sở Giao thông Vận tải cho rằng hoạt động của các tổ này chủ yếu để chỉ đạo, điều hành, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh thuộc về cơ chế chính sách khi thực hiện dự án. Trong khi dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến nhiều ngành lĩnh vực và liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan đơn vị thuộc thành phố. Do vậy để theo dõi kiểm tra giám sát một cách sát sao trong quá trình thực hiện dự án và kịp thời nắm bắt tháo gỡ khó khăn vướng mắc, Sở Giao thông Vận tải kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận chủ trương thành lập tổ công tác liên ngành giám sát quá trình thực hiện dự án đường vành đai 3 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thành phần tổ công tác gồm lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư là Tổ trưởng, đại diện Sở Giao thông Vận tải và Sở Xây dựng là Tổ phó. Các thành viên gồm có Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Tài chính. Tổ công tác sẽ giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện giám sát, theo dõi, kiểm tra hoạt động lựa chọn nhà thầu của chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia xây dựng dự án, đồng thời giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu, xây dựng đặc biệt là quá trình thi công, nghiệm thu các hạng mục của công trình. Dự án đường vành đai 3 vùng thành phố Hồ Chí Minh đi qua 4 địa phương gồm thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Long An. Dự án có chiều dài hơn 76 km, kinh phí hơn 75.300 tỷ đồng, chia 8 dự án thành phần. Mỗi địa phương thực hiện hai dự án gồm xây lắp và giải phóng mặt bằng. Kể từ khi Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 6 năm 2022, các địa phương đã bắt tay ngay vào giải phóng mặt bằng và dự kiến đồng loạt khởi công ở các tỉnh thành vào năm 2023 gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An.